Oh my god. Ê, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Và hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Úc Jenny. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục, cùng bắt đầu một cái series mini nhỏ nhỏ. Và chúng ta đã có, hôm nay chúng ta sẽ chơi cùng với anh Noob. Thì trước khi bắt đầu vào video thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một like, share video và nhấn vào cái chuông để có thể đón nhận được những cái video mới nhất từ channel của mình nhé. Và nếu mà đủ 10.000 like và 60 share, 100 share thì mình sẽ bắt đầu cái tập tiếp theo của series này. Và các bạn có 7 giây để thực hiện hành động đã hiện ra ở video dưới góc trái. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nào. Anh bạn nước của chúng ta hôm nay đã với series này thì anh đặc biệt sắm một cái mic. nhưng mà kiểu cái mic thanh niên này không biết cắm làm sao mà nghe cái giọng thanh niên như vậy luôn. Nhưng mà ok, chúng ta sẽ coi như đặc biệt là các bạn đã được nghe giọng của thanh niên này. Và hôm nay chúng ta cùng hướng dẫn thanh niên đó chơi Murder Mystery, có nghĩa là ai là kẻ giết người. Ôi. Ok. Nói chuyện bình thường được không hay là nó như vậy rồi? Nói chuyện bình thường được không hay là nó như vậy luôn rồi vậy? Hả? Hả? Giới thiệu đi. Nghe được gì chết liền. Nghe được chữ nào chết liền luôn. Ôi phải. Ok, nghe chơi thôi. Ok được rồi. Giờ vô là ông vô đúng không? Tôi vô là ông vô đúng không? Thì cái này đơn giản lắm, là sẽ phải, nếu mà mình là người á, là người vô tội á, thì mình sẽ phải chạy qua thằng giết người và đi tìm mấy cái vàng, cục vàng để biến thành từ từ bình tĩnh ba, bắt đầu rồi, từ từ đi theo. Ông là gì? Được rồi, ông là gì? Ông là gì? Người hả? Người, ok, người ok, tạm tin. Trốn đi, trốn đi, lượm vàng đi. Ủa, chú. Lượm vàng. Trời ơi. Vàng. Đúng rồi, vàng. Hây. Không nhảy qua đó được. Cẩn thận bên này, Đằng sau. Có cái map. Ok. Cẩn thận. Tôi là người. À. Mấy cái map này nó đi, tôi là người. Gì ba? Rên gì ba? Ê, có cái cục. Đi kiếm vàng. Cái gì sủa gì hú. Thôi kệ, đừng đi theo đi chứ bây giờ. Trời, la như gái. Đi lượm vàng ba, lượm vàng cho nội. Lên trốn. Ôi, đây có gì không? Đâu rồi? Thanh niên đâu rồi? Ôi, thanh niên cái cưỡi ngựa luôn. Phải. Ông đâu rồi? Ê, ông ở dưới kìa. Dưới kìa, đừng để nó bắn trúng, Ơ. Ai chết rồi? Ai bị giết kìa? Lên trên lầu. Ok. Lên trên lầu, đâu đây thôi. Nó chạy mấy nhà trốn. Chạy. Cái gì vậy ba? Làm quá. Chạy mấy nhà trốn. Nhảy qua anh kia được không kìa? Đâu rồi? Thanh niên đâu rồi? Không biết cục vàng à. Giờ theo dõi nó đi. Woo. Fuck gì vậy? Gọi. Ê, cẩn thận. Ghê quá. Né nó ra. Té. Trời, cái gì kỳ vậy? Nó đẩy mình xuống. Rồi, sao lên đó vậy? Có cầu thang lên. Ok, không sao. U gì? Nè, đâu đây? Giờ đi đâu đây? Sao? Ở đâu? Ở đây có vàng hả? Lượm được vàng rồi. Ok, lượm được vàng rồi. Thanh niên lượm được vàng rồi. Né mấy thanh niên này là. Thanh niên này đứng ở đây xung quanh cu. Ủa, thằng nhà giết người này yếu à? Yếu kém phải, không giết được ai hết. Ủa, nó nhảy qua kia được luôn kìa. Cục vàng à? Phải liều vậy? Ở kia có ngựa, nhảy lên chung được không? Ở đâu ra mấy người vậy? Ôi ôi. Ê, lại đây có chuồng ngựa nè. Gì vậy? Cái gì vậy ba? Đâu? Gì vậy? Có gì vậy? Ở đó vậy?
Làm gì cha nội? Ôi oh my god. Ê, chạy đi. Chạy đi. Oh my god, chết chưa. Chết chưa vậy? Chết chưa? Con thằng này nó chết rắc rồi hả? Lụm. Đâu rồi? Có một mũi tên. Đó đâu nhỉ? Ấy da, what? Ok, mình chết ngắt rồi. Rồi Titanic, ok, Titanic, ok, Titanic, Titanic. Titanic. Ok. Yeah. Rồi, được rồi. Gì cha nội đâu vậy? Cha nội đang ở đâu? Cha nội đang ở đâu? Ở trên tàu. Rồi. Ôi, thấy rồi. Ủa, thằng nào đây? Ủa, thằng này bị skin Steve. Mình giống nhau quá. Liên lạc đâu vậy? Ô, thấy một thằng skin Steve khác nè. Ủa, thằng này skin quần kéo tới vú. Rồi, thấy rồi. Ok, quần kéo tới vú. Ok. Ô, bên này có một thằng núp khác nè. Núp ơi, ê, anh em nha mày nè. Lên trên, nó chạy trên rồi. Để cho coi, Nè, kì, nó đó. Anh em, gọi anh em đi, Ô, có thằng nhảy. Ở đó kìa. Dễ không? Em này dễ không? Ở kia nó lụm hết rồi. Ô, phanh, no. Ê, anh em nữa nè. Cái gì đâu? Cái đầu hả? Thì có cái đầu lăn vòng vòng đây vậy. Ủa, sao nhảy lên, nó nhảy. Ô. Vãi đèn. Ô vậy. Trời ơi, ngoài nguyên. Ok, nút nó đang đang delay. Nút nó đang delay ở đây. Sao mà vặn vãi. Có cục vàng nữa. Ô gì vậy? Mưa hả? Ê, sét đánh hả? Trời ơi, sét đánh á, chuối trong. À! Oh no. Kia bị sét đánh rồi. Đâu rồi? Ủa, còn 6 thằng chết là sét đánh chết hết rồi. Wow. Gì? Có cung rồi. Ai bị sét đánh chết rồi chứ thanh niên. Rồi. Lượm đi màn đi. Chúng nó đâu hết rồi nhỉ? Cái này như quả banh hay sao á? Đâu? Ô, quả banh đi kia. Wow. Trời ơi, lên đây tìm. Có hàng nhẹ, kiểu có một thằng giết người ngoài kia trong khi vẫn có để đây quả banh này. Ô. Gì? Ok, có khi nào mày. Ô, nữa, núp đi. Núp. Dưới mái che, xuống dưới mái che. Trời. What? Vãi rồi sao mà? Bằng cách nào? Ok, ta đang quay chuyện cái màn. Ô, cái màn hồi nãy nè. Ô, làm sao tự nhiên bị sét đánh vậy? Cowboy. Ok, cowboy. Bằng cách này bị sét đánh chết. Ok. Innocent, mày là gì á Bloop? Mày kể với người đúng không Bloop? Không. Đáng ngờ quá. Vàng kia. Ủa, chúng ta có thể mua ngựa bằng 3 cục vàng. Mày đâu rồi Bloop? Không biết. Thôi. Đâu thấy rồi đó. Đâu. Quay. Sao. Ok, thấy rồi. Ê, đá banh. Ui, vàng. Ui, súp vào. Ôi, nó tự biến mất rồi. Ok. Để kia. Để kiếm kiếm 3 cục vàng là có được ngựa. Ba cục vàng có ngựa. Ok, được rồi. Ôi, ở đây thêm một thằng nữa, thằng Steve nữa này. Ok. Có bạn. Vàng. Ô, thằng màu xanh, né màu xanh đấy. Màu xanh mà đội cái băng màu trắng á. Có cái băng màu trắng kìa. No. Chạy. No. Chết rồi, chính sang đó ra. Chết sang đó rồi. Đâu rồi? Úi xời ơi. Phải. Ê, đâu rồi? Ok, được rồi đó. Ok, bọn này an toàn. Thằng màu xanh dương với cái băng màu trắng á nha. Băng trắng trên đầu á. Ok, hơi lắc.
Đó, sẵn dương cái kìa, đó thấy rồi, đó. Nó kìa. Nó kìa, ơ còn một cái nữa, còn một cục vàng nữa. Anh chờ thêm một cục vàng, anh chờ thêm một cục vàng nữa, ok. Ok, được rồi, lên đó chơi. Okay. Ồ, dưới đây có một thằng Brown. Rồi. Ô, chú trong đây luôn hả? Còn ngủ hả? Trời, ngủ luôn. Trời, nó ngáy luôn chứ. Phải. Rồi, thằng màu xanh đâu rồi? Còn 8 người còn sống nó núp. Mình ngủ rồi sao chơi núp? Vậy. Rồi, tao có... Tao có cung nè. Trời, không khỏi trốn. Bây giờ mình sẽ... Ờ, có cung mà. Có cung, cung không phải cu. Bắn sao rồi? Mày, ơ, à, bắn chết ngựa thôi. Oh no. Oh no, giờ phải lượm thêm cung rồi. Phải lượm thêm vàng. Phải lượm thêm vàng rồi. Chết hả? Ủa, chết rồi. Oh no, 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 no. Đây, 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 đây. Né đó ra nó. Ơ, you win hả? Ủa, you win hả? Ủa, sao win vậy? Sao win vậy? Không hiểu sao win luôn. Ê, bắn chết à? Yeah, bắn chết, ok. Ok, chúng ta sẽ chơi ván cuối nào. À, chúng ta cùng chơi ván cuối. Ồ, ván này là có cái tàu lượn nè, nút. Ván này có tàu lượn đó nha, tí hồi tao với mày đi. Chú đâu vậy, chú đâu vậy? Ôi, ở đây nhiều nút đó. À, đây, ok, rồi, đi, đi thôi, đi thôi. Vàng, vàng, vàng. Đập vàng, ồ, ở đây có mấy cái đồ chơi nè. Ok, cái này là cái kiểu hỗ trợ. Ừ, hỗ trợ đấy, hỗ trợ. Ok, cái búp bê. Ok, rồi, đâu rồi, trên đây vàng nữa. Ở đây, một vàng. Nè, cho mày một vàng. Ủa, không cho được. Mày có vàng không? Có một vàng không? Ê, đây, vàng là, chạy lại lượm, lên kia, lên kia. Ủa, có vàng nè hả? Ok, rồi. Rồi, nhấp chuột phải vô đây, nhấp chuột phải vô đây. Nhấp vô, nhấp vô, nhấp vô. Ủa, sao tao nhấn vô không được trời? Sao tao nhấn vô không được trời? Tới đi. Một gôn mà. Sao lâu vậy? Để phải đến. Ê! Cái này mà thằng giết người nó chờ mình ở cuối đường là vui luôn á. Đâu rồi? Tao tới đây. Tao tới đây. Ồ, 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 đi, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Thôi chạy thôi, chạy thôi. Đâu rảnh tiền đâu mà đi đó hoài. Đi chơi khác. Ồ, dưới đây có cái hầm à. Dưới đây có cái hầm nữa. Ồ, cái hầm này đi là chết á. Ồ, có người trốn rồi. Thôi, hầm này có người trốn rồi, thôi. Ê, ê, ok, ok. À, được rồi, thì chờ tí để bọn mình đi ra ngoài đã. Thì ok, hôm nay bọn mình chỉ chơi tới đây thôi. Thì nếu bạn thích series này đừng quên để lại cho một like cho mình và cho nút và đăng ký kênh channel mình. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình nha. Và nếu bạn muốn thêm những video như thế này đừng quên để lại like và share video này. Để nếu mà đủ 10.000 like và đủ 100 share thì mình có thể làm tập tiếp theo. Yeah, bye bye, hẹn lại các bạn ở video sau.